Lần đầu tiên admin khám phá bí ẩn gửi lời chào các bạn và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trên toàn thế giới đã đồng hành cùng admin khám phá bí ẩn thời gian qua. Và admin khám phá bí ẩn một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe và share để admin khám phá bí ẩn có động lực để sản xuất ra những video clip hay nhất, hấp dẫn nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Phát hiện cóc quỷ cổ đại khổng lồ có thể ngoạm chết khủng long bằng một nhát cắn. Ếch có thể giết chết khủng long, chuyện nghe không tưởng nhưng lại có thể là sự thật với loài ếch khổng lồ mang tên Beelzebufo Ambinga từng sống tại Madagascar 68 triệu năm trước. Kết luận trên được công bố ngày 21 tây tháng 5 trong một nghiên cứu đo lực cắn của ếch sừng Nam Mỹ, còn được gọi là ếch khổng lồ Pac-Man do ngoại hình tương đồng với nhân vật video game nổi tiếng thế giới cùng tên. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Adelaide, Australia xem xét hóa thạch 68 triệu năm tuổi của loài cóc tên là Beelzebufo hay còn gọi là cóc quỷ, và ếch địa ngục. Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature hôm qua, loài cóc dài tới nửa mét và nặng hơn 4,5 kg này có lực cắn siêu mạnh. Việc phục dựng lại các đặc điểm giải phẫu của cóc quỷ dựa trên hóa thạch tìm thấy năm 1998 cho phép nhóm nghiên cứu tính toán lực cắn của nó. Loài ếch Ceratophis, hậu duệ ngày nay của chúng, sở hữu chiếc đầu có bề rộng 4,5 cm. Những con ếch Ceratophis có sừng có thể tạo ra lực cắn lên tới 30 N. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đo lực cắn ở một loài ếch. Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi phát hiện ếch sừng có lực cắn khá ấn tượng và chúng không dễ dàng nhả ra. Lực cắn của một con cóc quỷ lớn sẽ rất lớn và đó chắc chắn không phải thứ tôi muốn thử qua. Giáo sư Christopher Lapin ở Đại học Bách khoa California, Mỹ cho biết, không giống phần lớn ếch vốn có hàm yếu và thường ăn con mồi nhỏ, ếch sừng rình bắt những động vật lớn ngang cơ thể chúng, bao gồm các loài ếch khác như rắn và chuột. Tiến sĩ Mark Jones, nhà nghiên cứu ở trường sinh vật học thuộc Đại học ở Adelaide nói, kết quả nghiên cứu chỉ ra cóc quỷ với đặc điểm giải phẫu rất giống ếch sừng hiện đại, có lực cắn là 2.200 N, sánh ngang với những con sói và hổ ngày nay. Với lực cắn này, cóc quỷ có thể khuất phục những con khủng long nhỏ chưa trưởng thành trong môi trường sống của chúng, tiến sĩ Jones kết luận. Bạn có thắc mắc vì sao chúng ta phải thổi nến trong ngày sinh nhật? Có lẽ với mọi người, ngày sinh nhật luôn là ngày được mong chờ nhất trong năm và chúng ta đã được thổi nến đón tuổi mới rất nhiều lần trong đời. Nhưng chắc hẳn, không phải ai cũng biết lý do mình thường thổi nến trong ngày này. Nếu bạn cũng đang thắc mắc như thế, chúng ta cùng đi tìm câu trả lời nào. Ngày kỷ niệm chúng ta cất tiếng khóc chào đời luôn là một ngày đặc biệt trong năm. Ngoài những món quà bất ngờ, những lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất từ người thân yêu, bạn sẽ được cầu nguyện và thổi nến những cây nến đang cháy sáng trên chiếc bánh sinh nhật. Cũng chẳng biết từ bao giờ, nhắc đến sinh nhật người ta lại nghĩ ngay đến chiếc bánh gato có cắm những cây nến lung linh, tượng trưng cho số tuổi của người được tặng. Nhưng từ lâu, nó đã trở thành một thói quen lối mòn, bữa tiệc sinh nhật mà thiếu bánh thiếu nến thì sẽ mất đi ý nghĩa đặc trưng của nó. Nhưng mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó hết nhé. Khi sự sống trên trái đất chỉ mới hình thành, tổ tiên con người còn sống theo bầy đàn và tồn tại bằng cách săn bắt hái lượm. Việc một sinh linh chào đời chỉ được xem là một lẽ thuận theo tự nhiên nhằm duy trì nòi giống. Thế nên ngày sinh cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác trên đời. Bước sang thời kỳ cổ đại, người ta đã có sự tiến bộ và khai sáng hơn đối với ngày sinh của mọi người. Nghĩa là nếu bạn nằm trong dòng dõi quý tộc, bạn sẽ có một bữa tiệc kỷ niệm dành cho ngày sinh mình ra đời. Tuy nhiên lúc này, người ta vẫn chưa có nghi thức thổi nến đón tuổi mới. Ngược lại với những người thường dân, thì ngày sinh cũng góp phần quan trọng trong việc chiêm tinh số mệnh. Và khái niệm sinh nhật được nhắc đến lần đầu tiên trong cuốn sách Kinh Thánh mang tên Chúa sáng tạo ra thế giới. Theo đó, khoảng 4.000 năm trước, vua Pharaon đã đón sinh nhật của mình bằng một bữa tiệc thịnh soạn với sự tham gia của các khách mời, là những người quyền lực trong bộ máy chính trị chuyên chế thời đó. Ngoài ra cũng trong thời kỳ này, về tâm linh, hình tượng nữ thần mặt trăng chính là tín ngưỡng mà người ta rất sùng bái. Hàng năm, người ta đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của bà. Trong ngày này, trên bàn thờ của nữ thần sẽ đặt một chiếc bánh làm từ trứng, bột mì và mật ong. Đặc biệt, trên mặt bánh sẽ luôn cắm rất nhiều nến được thắp sáng, vì theo họ, ánh sáng của các ngọn nến tượng trưng cho ánh sáng lung linh của mặt trăng. Và đây chính là cách bày tỏ lòng tôn kính của con người đối với vị nữ thần này. Con người tâm niệm rằng, những ngọn nến được thắp sáng luôn chứa đựng sức mạnh thần bí, và khi chúng được thổi tắt, thì mọi ước nguyện sẽ trở thành hiện thực. Thế nên, người Hy Lạp đã giữ tục thổi nến trong ngày sinh nhật cho đến tận hôm nay. Lâu dần, nó trở thành một nghi thức đẹp và ý nghĩa đối với suy nghĩ của nhiều người.
Sau đó, nghi thức thổi nến vào ngày sinh nhật được lan truyền phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người ta vẫn luôn đặt niềm tin cho những điều mơ ước của mình trước khi thổi tắt những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật. Xuất hiện Phật tái sinh ở Nepal. Ram Bahadur Bonzon, sinh ngày 9 tây tháng 5 năm 1989, được gọi là cậu bé Phật khi ngồi thiền định trong nhiều ngày mà không cần ăn uống. Cậu bé còn được gọi với cái tên Padendori, Phật hiệu chính thức. Nhà sư trẻ thuộc làng Ratanaburi, quận Bara, Nepal đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn du khách cũng như các phương tiện truyền thông. Gia đình và hàng xóm của Bonzon kể lại rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã có những cư xử khác biệt so với những đứa trẻ khác. Cậu thường quan sát những người khác hành lễ và cùng cầu nguyện. Bonzon sinh ra với bản tính hòa hảo, không bao giờ đánh nhau hay giết hại một con vật. Khi bắt đầu lên năm, Bonzon chỉ ăn thức ăn thừa và nhịn đói nếu thức ăn thừa không còn. Ngày 16 tây tháng 5 năm 2005, Bonzon đã bỏ đi và gia đình tìm thấy cậu bé đang ngồi thiền dưới một gốc cây đa gần đó. Bonzon bảo mọi người trở về và đừng lo lắng. Khi mẹ Bonzon tiếp tục khuyên nhủ, cậu bé hái 6 cái lá đa đưa cho mẹ và nói, mẹ hãy về nhà và cất kỹ những chiếc lá này, nếu đánh mất chúng, mẹ sẽ không thể tìm thấy con. Nếu mẹ còn chúng, con sẽ luôn bên mẹ mãi mãi. Ngày 24 tây tháng 7 năm 2005, Bonzon mở mắt bảo người Anh gọi mình là Om Namo Buhagani, chào mừng Phật sáng suốt. Chữ Buhagani có thể không có nghĩa là Phật sáng suốt, mà là người có sự hiểu biết của Phật. Và vào ngày 8 tây tháng 11 năm 2005, Ram Bahadur Bonzon đột nhiên đứng dậy và nói với những người xung quanh rằng, nói mọi người đừng gọi tôi là Phật, tôi không có sức mạnh của Phật, tôi chỉ ở mức một Rinpoche. Rinpoche là mức độ của một thầy giáo. Điều này cho thấy Bonzon tin rằng mình đã đạt được một số thành quả khá lớn. Bonzon cũng nói rằng mình cần thêm 6 năm thiền định nữa trước khi có thể trở thành Phật. Từ đó, khách du lịch từ khắp Nepal, khách quốc tế lũ lượt kéo tới thị trấn quê hương Bonzon hàng ngày. Rất nhiều người đã đến và tỏ lòng thành kính với Ram Bahadur Bonzon. Đến tháng 12 năm 2005, một ủy ban chính gồm 9 người do Gunjama Lama đứng đầu đã quan sát cặn kẽ Bonzon trong 48 giờ và thấy Bonzon không hề ăn uống trong khoảng thời gian đó. Một cuộc ghi hình cũng đã được tiến hành để xác định điều trên. Tuy nhiên, họ không được tiến gần quá 3 mét hay xem xét các dấu hiệu sự sống của Bonzon. Một nhóm các bác sĩ theo chủ nghĩa duy lý đã tìm cách tiến hành một cuộc nghiên cứu độc lập nhưng bị ngăn cản bởi bức màn căng ra vào buổi đêm. Đột nhiên, Bonzon mất tích vào ngày 11 tây tháng 3 năm 2006 sau 6 tháng ngồi thiền. Cảnh sát đã hủy bỏ việc tìm kiếm Bonzon sau khi xác nhận không có khả năng về một vụ bắt cóc. Ngày 19 tây tháng 3, Bonzon được phát hiện khi đang ngồi thiền định. Bonzon đã nói ở đây không có sự yên bình và rằng mình sẽ quay trở lại sau 6 năm, hay khoảng năm 2011 hay năm 2012. Bonzon cũng để lại lời nhắn cho cha mẹ, nói họ không nên lo lắng. Ngày 26 tây tháng 3 năm 2007, Bonzon được tìm thấy bên trong một căn phòng ngầm dưới đất, một cái hố vuông khi đang ngồi thiền. Căn phòng đã được trát xi măng khắp xung quanh và có mái che lợp ngói. Ngày 2 tây tháng 8 năm 2007, Bonzon đã diễn thuyết trước một đám đông lớn trong rừng Hakoriya tại quận Bara phía nam Nepal. Ủy ban Namo Buddha Tapoban thực hiện việc chăm sóc cho Bonzon đã tổ chức sự kiện này. Một thông báo về bài giảng đạo đầu tiên của cậu bé Phật đã được phát trên đài FM địa phương và ủy ban cũng đã gọi điện thoại mời mọi người đến nghe. Khoảng 3.000 người đã tập trung để nghe Bonzon giảng đạo. Theo những môn đồ, Bonzon có thể là một Bồ Tát, một người đang trên con đường đạt tới sự khai sáng toàn bộ của một Đức Phật. Những tuyên bố khác cho rằng Bonzon cũng có thể là hiện nhân của Bồ Tát Maitreya, người thừa kế theo tiên đoán của Thích Ca Mâu Ni. Cảnh éo le khó nói của ekip Tây Du Ký năm 1986. Là bản phim kinh điển, nhưng thời điểm khởi quay, đoàn phim không nhận được sự đầu tư lớn từ nhà sản xuất. Quá trình quay gặp nhiều khó khăn với những câu chuyện thật như đùa. Tây Du Ký bản năm 1986 được đánh giá thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất sau 30 năm lên sóng. Hiện tại, phim được phát lại không dưới 3.000 lần. Tờ Sina miêu tả đây là thần kỳ phim truyền hình, phim để đời của ba thế hệ từ 7X đến 9X. Nhưng ít ai biết được rằng, khi lên ý tưởng thực hiện phim, đạo diễn Dương Khiết và ekip gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói, chặng đường quay phim Tây Du Ký chẳng thua gì Đường Tăng Lấy Chân Kinh. Tây Du Ký không thuộc các dự án đầu tư lớn từ lúc bấy giờ. 25 tập phim được quay trong 6 năm, phải di chuyển khắp 30 tỉnh thành do thiếu phim trường. Bấm máy năm 1982. Năm 1986 phát sóng 11 tập đầu tiên, đạt rating kỷ lục 89,4%. Sau đó, đoàn phim quay tiếp đến năm 1988 và chiếu trọn vẹn 25 tập. Đoàn phim lúc đó quay chật vật vì kinh phí 6 triệu nhân dân tệ, chỉ đủ thuê một quay phim và một máy quay.
Vị Tây Du Ký, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã bị phê bình. Tổ thanh tra bức xúc khi biết đoàn phim bị cắt gọt kinh phí đáng kể. Đoàn phim từng hy vọng sau đó sẽ được trang bị tốt hơn. Không ngờ, CCTV trực tiếp chỉ đạo dừng quay khi phim mới đi được nửa chặng đường. Đạo diễn Dương Khiết phải thương lượng nhiều lần, đảm bảo tự lo kinh phí mới được quay tiếp. Muốn quay 30 tập nhưng ít kinh phí nên đoàn phim cắt giảm còn 25 tập, Dương Khiết chia sẻ. Bộ phim về đề tài diệt trừ yêu ma phép thuật nên nhân vật Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh đồng đóng phải thực hiện nhiều cảnh bay lượn trên không. Với những cảnh ở độ cao vừa phải, đoàn phim phải sử dụng dây cáp mỏng giữ thăng bằng, phía dưới đặt tấm đệm. Thời điểm thập niên năm 1980, việc sử dụng công nghệ cáp treo không phổ biến tại Đại Lục, đoàn phim phải cử người sang Hồng Kông học hỏi kỹ thuật. Nhưng sau đó cũng vì thiếu kinh phí, đôi khi dây cáp còn bị thay thế bằng dây thừng hoặc dây dù. Hệ thống xe cẩu được sử dụng tối đa trong các cảnh trên không. Do thô sơ, Lục Tiểu Linh Đồng từng bị tai nạn trên phim trường. Trư Bắc Giới và Tôn Ngộ Không là ngã nhiều nhất. Mỗi lần như thế, họ lại vỗ tay chúc mừng đối phương, đạo diễn Dương Khiết nhớ lại. Đạo cụ thiếu thốn, những cảnh tòa tháp trên phim đa số đều là mô hình với kích thước nhỏ gọn, được lắp ráp đơn giản. Tây Du Ký năm 1986 không phải là dự án hoàn hảo. Khoa học kỹ thuật phục vụ kỹ xảo làm phim thời đó còn quá kém. Đây là điều tiếc nuối với cả ekip. Đơn giản như cảnh Tôn Ngộ Không đang bay, khán giả vẫn có thể nhận ra dây dù kéo phía sau. Hoặc như một cảnh khác, đá nổ nhưng thấy bọt, rất không hợp lý. Lục Tiểu Linh Đồng thừa nhận về cảnh nghèo của đoàn phim năm đó. Thời bấy giờ, công tác tạo hiệu ứng sương khói cũng đơn giản đến mức độ gây cười. Nhân viên hậu trường trước mỗi cảnh quay có nhiệm vụ đi rắc bột trắng hoặc bột màu mù mịt tạo hiệu ứng. Công tác hóa trang cũng gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười, đôi tay của Trư Bắc Giới được dán keo khá lộ. Theo đường tăng đi lấy kinh có bạch mã, nhưng lúc đó đoàn phim không tìm được ngựa trắng nên phải đành sử dụng một chú ngựa đen và dùng sơn trắng đánh lừa khán giả. Mỗi lần quay cảnh dưới nước là một lần khổ sở vì đạo cụ bị trôi đáng kể. Khán giả cũng không lạ với việc một diễn viên đóng nhiều vai để tiết kiệm chi phí. Đơn giản như Lý Hồng Sương, ông đảm nhận vai trò phó chủ nhiệm sản xuất phim nhưng kim luôn 7 vai trong phim. Trì Trọng Thụy diễn 4 vai, Đường Tăng, Long Vương, Thiên Đình Văn Thần, Sa Tăng trong tập truyền nghệ Ngọc Hoa Châu. Sư phụ Từ Thí Hoa cũng diễn vai Đông Hải Long Vương và cha Đường Tăng. Cảnh bốn thầy trò vái Phật tổ với tấm phong nền xanh kỹ xảo đơn giản lúc bấy giờ. Đây là cảnh khi thầy trò ngồi trên lưng cụ rùa vượt sông. Cảnh phim nhấp nhô, nhưng thực tế đoàn phim ngồi trên lưng rùa đá. Đa số các cảnh quay xa, ekip đều sống cảnh nghỉ ngơi ngoài trời, dựng tấm bạt phủ che nắng che mưa. Những dòng chữ giới thiệu phim và phụ đề trong phim đều do một nghệ sĩ thư pháp viết tay, không được đánh máy như hiện tại. Năm ấy, đoàn phim không phân chia thứ hạng trên phim trường, không có đãi ngộ đặc biệt. Trợ lý hay nhân viên giúp việc cũng giống diễn viên. Nhiều lần xe đậu cụ gặp nạn, cả đoàn trở thành nhân viên hậu trường có trách nhiệm đẩy xe. Mặc những khó khăn, Tây Du Ký năm 1986 chứng tỏ thành công của phim vượt qua mọi cảnh nghèo.